Vào tối ngày hôm qua, tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra buổi lễ tổng duyệt lễ khai mạc của Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2024. Buổi lễ khai mạc hứa hẹn sẽ mang tới những tiết mục biểu diễn nghệ thuật rất đặc sắc và tập đoàn TH là nhà tài trợ kim cương của sự kiện này. Những ngày qua, gần 500 người gồm các diễn viên, nghệ sĩ nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng, các thầy cô giáo, học sinh Đà Nẵng và các đơn vị liên quan đã miệt mài luyện tập, chuẩn bị chu đáo cho sự kiện quan trọng này. Nghệ sĩ ưu tú Trần Quang Hào và nghệ sĩ Thu Hoài theo dõi sát sao từng công việc tại các buổi tập luyện với tất cả tình yêu, nhiệt huyết và đầy sức trẻ. Với trách nhiệm và nhiệt huyết, các đơn vị liên quan đều thể hiện hết mình tại các buổi tập luyện trong suốt thời gian qua. Các tiết mục được luyện tập bài bản và theo đúng kịch bản xây dựng nhằm mang lại hình ảnh đẹp nhất của Việt Nam đến với bạn bè trong khu vực Đông Nam Á. Với thông điệp kết nối cùng tỏa sáng, Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 không chỉ là nơi tôn vinh tài năng thể thao, mà còn đề cao sự kết nối của học sinh các quốc gia trong khu vực, cùng đoàn kết vì một thế hệ trẻ Đông Nam Á hội nhập và phát triển. Chương trình lễ khai mạc sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 1 tháng 6 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. TH tiên phong xây dựng chương trình dinh dưỡng học đường quốc gia.